ái nữ nhà Minh Nhựa đi Hàn Quốc ngắm lá vàng mùa thu. Cho Sơ Phạm, con gái lớn của đại gia Minh Nhựa, vừa có chuyến du lịch Seoul và đảo Nami ngắm lá vàng mùa thu và ăn nhiều món ngon. Được biết đến là cô nàng đam mê du lịch, mỗi năm Joy Sơ Phạm có hàng chục chuyến đi khắp nơi trong và ngoài nước. Vừa trở về từ Mỹ, cuối tháng 10, con gái lớn của đại gia Minh Nhựa tiếp tục lên lịch trình sang Hàn Quốc ngắm lá vàng. Đây là một trong những địa điểm check-in và mua sắm yêu thích của cô nàng. Lần này không đồng hành với chồng như mọi khi, Joy Sơ Phạm đi cùng hội chị em, lên đồ tham quan các di tích cổ ở thủ đô Seoul. Nàng rít kích thuê hanbok, đi dạo trong cung điện Jeonbun. Công trình được xây dựng lần đầu tiên vào năm 1395 và tái thiết lại vào năm 1867, là cung điện chính và lớn nhất trong số 5 cung điện của triều đại Triều Tiên. Khi mặc hanbok vào tham quan cung, du khách sẽ được miễn phí vé vào cổng. Đây là chính sách khuyến khích người dân địa phương và khách du lịch trân trọng trang phục truyền thống Hàn Quốc. Khá nhiều du khách Việt, trong đó có các nghệ sĩ, từng thuê dịch vụ này, bao gồm cả làm tóc và trang điểm, thuê trang phục và phụ kiện. Thậm chí, nhiều cửa hàng còn bố trí nhân viên người Việt để giao tiếp và hỗ trợ khách. Ngoài ra, Joy Sơ Phạm còn canh tới đây đúng thời điểm xem nghi lễ đổi gác kiểu hoàng gia diễn ra 2 lần mỗi ngày. Năm nay, Seoul được đánh giá là có mùa lá vàng tới muộn hơn mọi năm. Đầu tháng 11, nhiều nơi trong thành phố lá vẫn còn xanh. Do đó, Joy Sơ Phạm lựa chọn tham quan đảo Nami, nơi luôn có lá vàng sớm nhất ở Seoul. Hòn đảo nhân tạo này là phim trường của bộ phim nổi tiếng Bản tình ca mùa đông đình đám một thời. Nơi đây có đầy đủ khu vui chơi giải trí, lưu trú, khách sạn. Đảo Nami cách khá xa thành phố nên du khách thường mua combo vé hoặc tour đưa đón trên các ứng dụng du lịch, nếu không sẽ phải đổi nhiều liner tàu và bus mới tới nơi. Sau đó đi phà ra đảo. 18 giờ bến phà đóng cửa nên nếu muốn trở lại đất liền, du khách phải tới trước thời điểm này. Bà mẹ hai con cùng bạn trải nghiệm Skyby, đạp xe trên không. Hoạt động này được nhiều du khách trẻ yêu thích bởi có thể ngắm nhìn những tán cây ngân hạnh, cây phong chuyển sắc vàng, sắc đỏ từ trên cao. Giá của dịch vụ khoảng 3.000 won, khoảng 55.000 đồng một người. Khách sẽ phải đeo dây an toàn và giữ khoảng cách với các xe phía trước. Nami cũng là hòn đảo của những quán cà phê đẹp như mơ cùng nhiều nhà hàng mang phong cách Hàn Quốc hoặc phương Tây, phục vụ nhu cầu của nhiều đối tượng khách. Các quán cà phê ở đảo Nami luôn là điểm check-in yêu thích của giới trẻ với kiến trúc xinh xắn, dưới những tán cây chuyển sắc vàng ươm vào mùa thu. Không chỉ tới đây ngắm cảnh, Joy Sơ Phạm không quên thực hiện chuyến phúc tour Nami. Con gái đại gia ngành nhựa thưởng thức món bánh hô tét với lớp vỏ bên ngoài giòn giòn, bên trong ngọt, được làm từ bột mì nướng giòn hoặc tráng, với nhân là bột quế thơm thơm, thích hợp để ăn vào ngày lạnh. Cô nàng thưởng thức một ly kem ốc quế vị chocolate và vani trong một quán nổi tiếng trên đảo Nami. Joy Sơ đang học tiếng Hàn nên có thể giao tiếp đôi chút với người bản xứ trong chuyến đi này. Xế chiều, cô nàng dừng chân ở các quán ăn ven đường, thưởng thức các món quà vặt đặc trưng ở Hàn như tê tteokbokki, bánh gạo, bô đen, chả cá, mandu, màn thầu, hamun dê ong, bánh xèo hải sản. Được bạn bè tư vấn, Joy Sơ tới dùng bữa tại nhà hàng Coco Coco Dakgali trên đảo. Đây là nhà hàng chuyên bán món gà xào cây nổi tiếng, có nhiều chi nhánh ở Hàn Quốc và các quốc gia trên thế giới. Người Hàn Quốc rất thích ăn thịt gà như gà xào cây Dakgali, gà tần sâm Samgyetang, gà rán uống kèm với bia. Với món ăn này, họ xào gà với các loại rau củ khác nhau như bắp cải, nấm, hành tây và thêm gia vị cây làm từ tương ớt và thêm phô mai. Gà mềm, quyện vị béo, ngọt và cay. Người ta còn trộn mì hoặc cơm vào chảo, thêm kim chi, hành lá, lá vừng, rong biển, dầu mè làm thành món cơm trộn. Những ngày cuối chuyến đi, Joy Sơ tới check-in ở thư viện Sapphire tại tầng trệt trung tâm thương mại Seoeot Mall, Gangnam, Seoul. Không chỉ là nơi trưng bày 50.000 cuốn sách đủ chủng loại, ngôn ngữ và 400 loại sách báo, tạp chí, nơi đây còn là địa điểm du lịch và chụp ảnh nổi tiếng của khách du lịch. Điểm nổi bật nhất của thư viện Sapphire là giá sách khổng lồ, cao bằng 2 tầng nhà. Du khách thường xếp hàng để chụp ảnh, sống ảo ở khu vực thang máy kính ngay sát giá sách. Nhiều sao Việt từng tới đây check-in, trong đó có vợ chồng Hoa hậu Đặng Thu Thảo, lần nào sang Seoul cũng đến thư viện này chụp ảnh. Ngoài ra, thư viện còn hai kệ sách khổng lồ khác, đều cao 13 mét và trang trí rất đẹp mắt.
Bên dưới là bậc thang để du khách có thể ngồi thưởng thức sách, tạp chí. Thư viện khai trương vào tháng 5 năm 2017, mở cửa miễn phí từ 10 giờ 30 phút đến 22 giờ hàng ngày. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.